Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Đài truyền hình Tiền Giang. Trong 24 giờ qua, thời tiết toàn tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang dự báo trong 24 giờ tới. Tỉnh Tiền Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam rãnh áp thấp có trục khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây, trên cao áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc. Thời tiết trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh tại các huyện phía tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Tân Phước, mây thay đổi, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và Chợ Gạo, mây thay đổi, ngày nắng có mưa rào và dông cục bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thành phố Gò Công, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi về trưa chiều, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Khu vực trồng cây ăn trái, những cơn mưa dông thường xảy ra về chiều, buổi trưa nhiệt độ duy trì ở mức cao, do vậy cần chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sét đánh và gió giật mạnh trong mưa dông. Cắt tỉa cành, lờ bỏ những cành yếu, cành sâu bệnh để giảm diện tích hứng gió, giúp cây dưỡng dàng hơn khi gặp gió mạnh. Cây mít phù hợp với nhiều loại thổ nhưỡng là cây dễ trồng, dễ chăm sóc, ít tốn chi phí, khoảng 2 năm cho thu hoạch. Tuy nhiên, mít có khả năng chịu ngập úng kém, bà con cần thường xuyên thăm vườn, chủ động phun thuốc trừ nấm hay điều tiết nước tưới và phân bón phù hợp có thể phòng được bệnh thối và nứt trái. Lúc trái còn non, dùng túi ni lông bọc trái không cho ruồi và sâu đục trái tấn công làm giảm giá trị trái mít. Khu vực nuôi trồng thủy sản nhiệt độ buổi trưa tương đối cao ảnh hưởng đến khả năng chịu nhiệt của một số loài thủy sản, do vậy bà con nên che lưới bề mặt ao, giảm ánh nắng trực tiếp chiếu xuống mặt ao, quạt nước, sục khí để đảm bảo lượng oxy hòa tan trong nước và giảm nhiệt độ nước ao. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.